Ngày 28 tháng 1, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đến dâng hương, dâng hoa kính viếng đồng chí cố Chủ tịch nước Đại tướng Trần Đại Quang. Đồng chí cố Chủ tịch nước Đại tướng Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, mất ngày 21 tháng 9 năm 2018. Phần mộ đặt tại quê nhà xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong suốt quá trình hoạt động công tác, đồng chí cố Chủ tịch nước Đại tướng Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cùng ngày, để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành, khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đền thờ liệt sĩ và đài tưởng niệm liệt sĩ của tỉnh.